Thank you.
Dần đi lâu thế, nó thấy về nhà. Nhớ anh Dành chưa? Kêu còn nhớ không? Nhớ anh Dần không? Ăn quả nhá. Nhá. Ăn quả nhá. Thơm không? Kiều, đây. Thơm lắm đấy. Kiều. Còn cho mày ăn nhá. Ăn không? Ăn quả không? Hả? Cho mày một miếng nhá. Nhá. Này ngon lắm đấy, ngọt lắm đấy. Cái này ngon lắm đấy. Ngọt lắm đấy. Cho mày một miếng to nhá. Quả này ngọt lắm đấy. Ăn rồi nhá, chờ tí nhá. Kiểu giờ có mỗi mày với tao ở đây thôi. Anh Dần đi lâu quá. Má chẳng thấy gì. Ăn đâu? Không. Mời một miếng nhá. Bây giờ con ngóng vào nhà rồi. Kiểu này. Ngon lắm đấy, ăn đi. Liếm hoa. Cắn đi. Nè. Hay giả. Đấy, cắn đi, cắn đi, cắn đi. Ngon chưa? Đấy. Cắn đi. Cắn đi. Đấy. Để ăn đi nhá. Cho lại vào đây.
À đi. Giờ đến lượt tao ăn nhá. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Chia cho mày đấy. Đấy. Ngon chưa? Ngon nhỉ? Ấy chà. Ngon ngon nhỉ? Ăn đi dạ. Ăn đi. Lắm rồi. Chờ tí nữa. Đã làm xong á, đây. Tít. Này con run rồi. Tít. Đấy, con run đấy. Có rồi.
đâu mà, đâu có đâu. Đây. Đây phải lấy sẹn đi đào cơ. Có đâu. Có đâu. Biết con đun à. Con đun. Biết rồi hay có. Có đâu. Đấy, con gì đen đen đấy, không ăn à? Sao? Hết rồi, không có rồi. Kéo mày, kêu kéo mày. Nè 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 nè. Tít tít. Đây. Tít tít. Nào. Có nó đâu mà nhỉ? Hết rồi. Đây không có con giun đâu. Oh.
tiêu. Anh dần thế nào mới về nhỉ? Nhớ anh dần rồi đấy. Nhớ anh dần quá. Gần quá. Thôi, cho gà ăn đã. Thank you.
Tắm nữa à? Xem ướt đến trong không? Ướt đến trong không? Ui, có ướt đâu. Không ướt thế nào luôn. Tắm nữa đi. Tắm nữa đi. Tắm đi. Kêu. Kêu con tắm không? Hả? Tắm mày để trứng ở đâu đây? À? Để trứng ở đâu?